Ngọc Quyên mất vali đồ hiệu hơn 200 triệu đồng. Người mẫu Ngọc Quyên cho biết cô bị thất lạc vali hiệu Louis Vuitton chứa nhiều đồ đạc giá trị cao khi bay từ California đến Texas đi đám cưới bạn thân hôm 23 tháng 4. Ngọc Quyên mô tả chiếc vali của cô thuộc dòng sản phẩm mới, có kích thước xách tay tiêu chuẩn. Bên trong, cô đựng đồ dùng cá nhân, váy áo, túi xách Gucci với tổng trị giá khoảng 8.000 đô la Mỹ, 203 triệu đồng. Buổi sáng, Ngọc Quyên và bạn trai mang theo vali khởi hành từ sân bay Los Angeles. Toàn đồ đắt tiền nên tôi xác định xách vali lên máy bay, nhưng nhân viên hãng hàng không đưa lý do cabin chứa đồ đã chật. Đề nghị tôi chuyển sang hình thức ký gửi, cô nói. Đến Texas, Ngọc Quyên xếp hàng tại Bagage Liner, băng chuyền trả hành lý, để lấy đồ nhưng không thấy. Cô tìm được một vali cùng hiệu Louis Vuitton nhưng của người khác. Sau vài tiếng liên hệ bộ phận hành lý thất lạc, báo an ninh sân bay và cố gắng liên lạc với chủ nhân chiếc vali kia, tôi đành chấp nhận thất vọng. Toàn bộ quần áo đẹp, phụ kiện để đi đám cưới đều mất hết, cô nói. Bạn trai đưa Ngọc Quyên đi trung tâm thương mại sắm ít đồ cá nhân trước khi về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị dự đám cưới người bạn vào ngày mai. Cô cho biết rất buồn. Hụt hẫng vì xui xẻo nhưng cố giữ tinh thần thoải mái, không để ảnh hưởng đến ngày vui của bạn. Ngọc Quyên nói sẽ gấp rút kiếm trang phục thay thế, đảm bảo xuất hiện trong đám cưới với diện mạo đẹp nhất. Bạn trai an ủi cô cố gắng chờ đợi, hy vọng hãng bay sớm liên lạc để thông báo về chiếc vali bị mất. Ngọc Quyên sinh năm 1988, nổi tiếng trong lĩnh vực người mẫu những năm 2000. Giai đoạn khởi nghiệp, cô gây chú ý với vóc dáng cân đối và khuôn mặt khả ái, được mời tham gia nhiều chuyến lưu diễn thời trang ở London, Malaysia, Bắc Kinh. Ngoài nghề mẫu, cô đóng các phim truyền hình Tuyết Nhiệt Đới 2006, Có Lẽ Nào Ta Yêu Nhau 2009, Gia Đình Số Đỏ 2010, phim điện ảnh Mỹ Nhân Kế 2013. Năm 2013, cô theo bạn trai sang Mỹ sống, kết hôn năm 2014 và ly hôn năm 2018. Hiện cô làm mẹ đơn thân, hẹn hò bạn trai kỹ sư. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.